Huyện Thường Xuân hiện có 49 cơ sở tự phát thu mua, chế biến nguyên liệu gỗ rừng trồng. Qua rà soát, ngành chức năng địa phương phát hiện nhiều cơ sở, xưởng chế biến vi phạm các quy định về chấp hành chủ trương đầu tư, giao đất cho thuê đất, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Do đó, huyện Thường Xuân đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm này. Do thực hiện băm, chế biến keo khi chưa được cấp phép, đồng thời chưa có hợp đồng thuê đất theo quy định, nên công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Anh ở xã Tân Thành đã bị lực lượng chức năng huyện Thường Xuân yêu cầu tạm dừng hoạt động, niêm phong máy móc thiết bị, xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Trước đây thì là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài Anh, nhưng sau đó là công ty là chuyển sang là cơ sở Tị Dung, là chuyên là thu mua keo và bóc là mang đi. Trước đây thì có cái hoạt động băm, nhưng mà sau khi có cái phản ánh của cơ quan chức năng ấy, thì đối với xã cũng đã có cái chỉ đạo và xuống kiểm tra và cho tạm dừng các cái hoạt động băm. Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở thu mua, chế biến nguyên liệu gỗ rừng trồng tự phát trên địa bàn. Thường Xuân đã yêu cầu đóng cửa, di dời máy móc, công trình liên quan của 8 cơ sở hoạt động trên đất nông lâm nghiệp, hành lang an toàn giao thông. Tạm dừng hoạt động 17 cơ sở chưa đủ điều kiện, yêu cầu hoàn thiện đúng quy định. Còn lại 24 cơ sở tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại thì 17 cơ sở mà khi tại thời điểm kiểm tra đấy, giai đoạn tháng 6 năm 2024 đấy, là không đủ thời hồ sơ pháp lý, để đến bây giờ các cơ sở cũng đã hoàn thiện thủ tục và đang hoạt động. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thường xuyên theo dõi, giám sát những cái hiện tượng về cái việc là tiếp tục tránh cái tình trạng tái diễn những cái vi phạm về môi trường, rồi an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, các vấn đề liên quan đến quy định của quản nước trong cái lĩnh vực này. Và ngày trước thì nội dung là các cơ quan nhà nước nội dung về kiểm tra, thì nội dung là cơ sở ở đây thiếu nội dung là thủ tục là bên môi trường với là hợp đồng đất, nhưng mà trừ nội dung là ngừng hoạt động. Giờ là nội dung đầy đủ giấy tờ rồi thì nội dung cơ quan nhà nước mình để cho mình hoạt động để bình thường. Việc các cơ sở thu mua, chế biến nguyên liệu gỗ rừng trồng tự phát không nằm trong quy hoạch là hoạt động trái pháp luật, cần xử lý nghiêm, tạo tính răn đe. Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành có liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể, chi tiết các điều kiện để các cơ sở thu mua, chế biến nguyên liệu gỗ rừng trồng được hoạt động theo đúng quy định.